Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong cuốn video này, Đỗ Sinh giao lưu với các bạn 3 tác phẩm, đều là những cây bonsai mini để bàn. Tác phẩm thứ nhất là một cây trang đỏ. Tôi có đưa lên bức tượng người phụ nữ đang cho con bú. Tình mẹ, đó là tên của tác phẩm. Vâng, tổng cả bức tượng từ dưới đáy bức tượng lên đến đỉnh của bức tượng cũng như là đỉnh của cây là đi 27 cm. Và cây bông trang cũng rất nhiều hoa nhé, những bông đã nở và những cái nụ kế tiếp rất nhiều. Đấy. Cái gốc của cây bông trang cũng không phải là nhỏ đâu các bác ạ, dưới có một cái cây tử, đây là một cây rất già, tất cả dây quấn không còn một cái nào cả và tay chi đã liền hết rồi, không có một cái vết sẹo nào hết, gốc cũng rất già đấy. Đấy, đây phía bên này chúng ta cảm nhận được hơn. Đây, cái nụ hoa xung quanh các phía rất nhiều. Tôi đặt ở bàn uống nước, nhiều khi mình cứ ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng hoặc là ly chè, ngắm cái tác phẩm của mình tạo tác lên, những cái phút thây giây thư giãn như thế thì nguồn cảm hứng và cái lòng đam mê của chúng ta ngày càng vô tận. Tôi cố tình để cái cành này. Đấy. Để cái cành này. Để nó e ấp. Đấy. Sau đó ít nữa mình sẽ cắt bỏ từ đây. Để cho nó nảy hoa, để cho nó già thêm tí cắt thì nó sẽ nảy hoa. Và Đỗ Sinh quay một vòng nữa để các bạn cảm nhận. Tác phẩm này tôi đưa vào cái bức tượng này vào khoảng độ 3 năm nay, từ lúc cây còn nhỏ, chăm sóc rất tốt, lá xanh mướt, hoa nở đều, và đó là tác phẩm thứ nhất. Tác phẩm thứ hai trong cuốn video này đó là một cây đề trắng. Này. Cây đề trắng có cái thân rất quái. Tôi đưa vào cái ấm, cái vị trí này nó cũng như là một cái tay ấm, chúng ta họ nắm vào đây và nâng lên toàn bộ. Đấy. Nó đóng nắp ở trong cái chậu này, cái ấm này rồi, có thể nâng lên và di chuyển rất tốt. Đấy. Đấy. Nâng lên di chuyển. Đây là cái thân cây rất quái và để trắng thì thường thân nó trắng tinh như thế này. Nhưng mà thực tế đây cũng là một cây cũng khá cao tuổi đấy, chứ không phải là ít đâu. Cái chỗ điểm nhấn ở chỗ này, điểm nhấn ở cái khuỷu này, tạo thành như một cái tay ấm để chúng ta nắm vào bê đi, bê lại được. Bởi vì rễ trong này nó cuộn, nó đóng nắp rồi, không thể lấy được ra được. Cây đề trắng này là cái là lá nó cũng tương đối nhỏ. Đấy. Đây là mình còn chưa cắt đấy, ít nữa cắt nó còn nhỏ, nó sẽ chỉ nhỏ như này thôi.
nhỏ hơn đấy. Những cái tác phẩm vườn nhà Đỗ Sinh tạo tác xong cứ muốn chia sẻ với anh em, cũng chung cái niềm vui chung và ít nhiều cũng có cái tham khảo. Những cái bình luận của các bác đánh giá những cái tác phẩm của Đỗ Sinh làm nó có thích hay không. Ăn vừa ăn xong. Cuốn video sau rồi chúng tôi sẽ gửi đến các bác cái hình ảnh anh em tôi đóng một cái thùng để chuyển một cây vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Khi tôi đăng cuốn video này lên thì được 10 phút sau là các anh ấy gọi điện ra chốt luôn, lấy luôn. Một cây xanh quê mà cuốn video SH381 tôi vừa phát ngày hôm qua. Đấy. Đây là cây đề trắng. Đây cũng là những cái tác phẩm mà chúng ta nắm tay vào cái ấm này hoặc là cái tay này, chúng ta xách lên một tay nhẹ nhàng để chơi nó rất nghịch cây, rất quái cây. Và mé nào cũng được. Và Đỗ Sinh xin chuyển sang cây thứ hai, cây thứ ba trong cuốn video này để chúng ta thưởng thức. Và đến cây thứ ba, đó là một cây xanh. Giống là một cây xanh quê thôi nhưng mà lá cực nhỏ các bạn ạ. Cây xanh này tôi rất tâm đắc để chơi những cái dòng xanh lá bé tí xíu. Hôm nay thì tôi vừa mới vặt để lọc răm thì nó mới đang ra lộc thôi. Một chút nữa thì độ tuần nữa thì lá nó dày hơn và lá nó bé tí. Cây này có chiều cao từ dưới mặt chậu lên là 35 cm. Tôi đặt tên là bóng cây cơ nia. Buổi sáng em làm dẫy, thấy bóng cây cơ nia, bóng ngả trên ngực em, về nhớ anh không ngủ. Buổi chiều mẹ lên dãy, thấy bóng cây cơ nia, bóng tròn che lưng mẹ, về nhớ anh mẹ khóc. Vâng, chỉ cần biểu tượng của một cái căn nhà rông thôi, dưới bóng tán của một cây xanh sum suê đẹp như thế này thì chúng ta cũng cảm tưởng, có thể liên tưởng đến bóng cây cơ nia tại Tây Nguyên. Đây là một cây xanh mà tôi chưa thấy có cái loại cây xanh và cây xanh nào tôi gặp mà lá nó nhỏ như cây này. Khi nó già lá lên thì các bác sẽ cảm nhận được hơn. Đây này, những cái lá nó già rồi này. Của lần trước chưa bứt hết để lại. Đây, các bác thấy không? Lá móng hài rất đẹp, phẳng phiu, bóng bẩy và bé tí xíu. Cứ chỉ như cái đầu đũa ăn cơm. Đấy. Rất tuyệt vời. Đây. Và tôi không biết được bây giờ mình tìm đâu được cái loại cái dòng cây xanh mà nó lá nó nhỏ như thế này. Mà rất đều lá nhỉ. Đấy, cái lá nhỏ.
lá nhỏ là đã khô à, từ lần trước chưa bứt nó còn sót lại nhỏ tí xíu, đúng bằng cái đầu đũa ăn cơm của mình, đầu đũa nhỏ. À, tôi để vào một cái chậu mỏng để nó nổi cái cây lên như thế này. Đó là bóng cây cơ nia. Ba tác phẩm Đỗ Sinh vừa giới thiệu với các bạn để chúng ta cùng nhau chia sẻ giao lưu. Bây giờ Đỗ Sinh đi làm tiếp một cái việc trong buổi sáng hôm nay, đó là đóng thùng để chuyển cây vào trong Sài Gòn. Sau khi đăng cuốn video lên thì các anh ở trong Sài Gòn yêu thích và đã alo ra và yêu cầu Đỗ Sinh chuyển đi. Chúng tôi tiến hành đóng thùng. Tôi sẽ truyền tải cái hình ảnh tôi với ông Lương Văn Cầm đóng thùng chuyển hàng đi ở cái cuốn video sau.